Chủ đề hôm nay nói về sức khỏe. Shannon Doherty reveals she has stage 4 cancer. Shannon Doherty đã tiết lộ rằng cô ta đã bị bệnh ung thư giai đoạn 4. Shannon Doherty said in court filing on Tuesday that she's dying of stage 4 terminal cancer and that she is being kept from living out her remaining days by insurance company State Farm, which she said would not give her money to repair damage caused to her home by 2018 wildfires. Ok, bà này nói với trên quan tòa đó, khi mà gửi cái đơn kiện kiện cái công ty State Farm này, thì bà nói rằng là bà đang chết dần, dying, vì bệnh ung thư giai đoạn 4 này. Và cái số tiền mà insurance trả cho bà về trong trong cái vụ mà wildfire này này, là vụ cháy rừng đó, nó làm hư nhà của bà năm 2018, không có đủ để mà cho cô ta hưởng. Mình đọc tiếp này. The Hurdy appeared on Good Morning America on Tuesday morning to share her condition. She was first diagnosed with breast cancer in 2015, then went on to remission in 2017. Bà Doherty này xuất hiện trong Good Morning America, cái đài nói về tin tức đó, thời sự vào mỗi thứ ba. Và cô ta đã chia sẻ cái hoàn cảnh của cô ta, chia sẻ condition của cô. Cô ta được chuẩn đoán, được diagnose với bệnh ung thư vú vào năm 2015, và sau đó went into remission. Remission có nghĩa là tái phát lại, chữa trị nhưng mà bị tái phát lại, là gọi là remission, vào năm 2017, và bây giờ là giai đoạn cuối.